Tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ giúp mỗi người giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm mức độ nặng khi mắc bệnh. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả không chỉ phát triển kháng thể chống lại virus gây bệnh COVID-19, mà còn chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng, di chứng và tình trạng tử vong, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 Cụ thể, những người lớn tuổi có bệnh nền, ngoài ra kể cả những người đã mắc COVID-19, cũng nên tiêm chủng vì theo các nghiên cứu cho thấy những người chưa tiêm chủng đã mắc COVID-19 có nhiều khả năng tái mắc cao hơn 2 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Hiện thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ người mắc COVID-19 nặng và tử vong đa số là người lớn tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Vì vậy, những đối tượng này cần tiêm vaccine đầy đủ để bảo vệ sức khỏe bản thân và hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng.